Xin chào các bạn, mình là Dương Thúy. Nếu như bạn yêu thích trồng cà chua thì video này chính là dành cho bạn. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn cách gieo hạt cà chua đảm bảo thành công. Để gieo hạt cà chua thì chúng ta sẽ có hai nguồn giống chính. Thứ nhất đó là từ những quả cà chua tươi thu hoạch ở vườn hoặc là đi mua ở chợ về. Và nguồn giống thứ hai chính là hạt giống cà chua đóng gói, chúng ta mua từ các shop bán hạt giống. Đầu tiên mình xin chia sẻ cách gieo hạt giống cà chua từ những quả cà chua tươi. Đây là một trong những quả cà chua mình đã mua ở chợ về và mình sẽ tách lấy phần hạt ở bên trong. Chỉ cần một quả thôi là tha hồ trồng rồi các bạn ạ. Đây là phần ruột cà chua mình đã tách được và mình sẽ đem rửa sạch để tách lấy phần hạt thôi. Sau khi rửa xong thì mình sẽ dùng một cái rây để tách lấy phần hạt và mình sẽ đem chỗ hạt này để đi phơi. Bởi vì những hạt giống cà chua này mình sẽ dùng để gieo dần cho nên là mình phải phơi khô nó đi và cất vào túi ni lông các bạn ạ. Còn nếu chúng ta trồng luôn thì cũng không cần thiết phải phơi các bạn nhé. Đây là những hạt giống cà chua mình đã rửa sạch và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó mình bảo quản trong túi ni lông và bây giờ mình sẽ dùng chúng để gieo. Đầu tiên mình sẽ ngâm hạt giống cà chua trong nước ấm trong vòng khoảng 4 tiếng đồng hồ. Để tiêu diệt các loại nấm bệnh bám trên vỏ hạt thì mình sẽ pha nước này theo tỷ lệ là 3 phần nước sôi và 2 phần nước lạnh. Tức là nhiệt độ của nước rơi vào khoảng 60 độ C. Sau khi ngâm xong thì mình sẽ đem hạt giống cà chua gieo ra vườn. Đất để gieo hạt giống cà chua cần dọn sạch cỏ dại và cải tạo thật kỹ các bạn nhé. Mình đã có một video hướng dẫn về cách cải tạo đất trồng cây trong chậu, các bạn có thể tìm xem lại nhé. Sau khi cải tạo xong thì mình sẽ xới đất cho thật tơi xốp để hạt có thể nảy mầm một cách tốt nhất. Để gieo hạt thì mình sẽ gạt một lớp đất mỏng sang bên và sau đó rải hạt cà chua vừa ngâm xuống đây. Sau khi rải xong hạt giống thì mình sẽ phủ nhẹ một lớp đất lên trên bề mặt hạt. Độ dày của lớp đất này khoảng 1 cm. Việc này sẽ giúp cho ánh nắng mặt trời không chiếu trực tiếp vào hạt, cũng như là duy trì độ ẩm một cách hoàn hảo nhất để hạt nảy mầm. Và tưới nước chính là công việc không thể thiếu sau khi gieo hạt. Những chiếc chậu này đều có lỗ thoát nước ở dưới đáy chậu bởi vì nếu mà bị úng thì cây cà chua con sẽ chết ngay đó các bạn ạ. Và sau từ 7 đến 10 ngày thì cây cà chua con bắt đầu trồi lên khỏi mặt đất. Trong giai đoạn cây còn bé xíu như thế này thì chúng ta nên duy trì việc tưới nước 2 lần mỗi ngày. Còn khi cây đã lớn tầm này thì chúng ta chỉ nên tưới nước mỗi ngày một lần thôi các bạn ạ. Các bạn cũng có thể dùng hạt giống cà chua tươi không cần phơi và gieo trực tiếp luôn xuống đất. Hạt vẫn nảy mầm rất là đều các bạn ạ, hầu như là nảy mầm 100% luôn. Ở đây mình có một quả cà chua bi mình vừa mới vắt ở vườn, mình sẽ gieo nó luôn xuống đất. Chúng ta nên rải thưa thưa một chút để sau này bứng cây cho nó dễ. Khi chúng ta tự để giống cà chua từ những quả cà chua tươi thì các bạn lưu ý là nên chọn những quả cà chua từ cây mẹ khỏe mạnh và không bị nấm bệnh các bạn ạ. Thank you.
Và nguồn hạt giống thứ hai đó là hạt giống đóng gói từ những shop bán hạt giống. Hạt giống cà chua chất lượng tốt chính là những hạt giống có tỷ lệ nảy mầm cao và cây trưởng thành sau này có sức kháng bệnh tốt. Vì vậy các bạn nên mua hạt giống cà chua từ những thương hiệu uy tín, bởi vì nếu chúng ta dùng hàng trôi nổi thì mặc dù cây cà chua có nảy mầm nhưng sau này lớn lên nó cũng rất là giặt dẹo các bạn ạ. Tương tự như những hạt giống cà chua mình tự để giống thì hạt giống này mình cũng ngâm với nước ấm trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên mình sẽ không gieo luôn mà mình sẽ mang đi ủ cho tới khi hạt nảy mầm. Bằng cách này thì mình sẽ loại bỏ được những hạt lép, những hạt bị chết phôi và mình chỉ gieo những hạt nảy mầm thôi các bạn ạ. Mình sẽ dùng những cái cốc nhựa nhỏ như thế này để làm bầu gieo hạt. Ở dưới đáy cốc có đục lỗ thoát nước. Cái loại cốc này mình mua ở chợ rất là rẻ các bạn ạ. Mình mua 10.000 mà được hẳn 50 cái tha hồ gieo luôn các bạn ạ. Đất ở trong bầu mình đã trộn với phân hữu cơ theo tỷ lệ 50-50. Khi cho đất vào cốc thì mình sẽ dùng tay nén chặt một chút để sau này lấy ra nó sẽ không bị vỡ bầu. Đây là những hạt giống cà chua sau khi mình đã ủ. Bây giờ mình sẽ chọn những hạt nảy mầm để gieo, còn hạt nào chưa nảy mầm thì mình sẽ tiếp tục ủ. Mình sẽ gieo mỗi cốc một hạt. Chiều sâu gieo hạt cà chua là 1 cm. Và đương nhiên rồi, sau khi gieo hạt xong thì mình sẽ phải tưới nước để cho cây lớn lên. Khi cây cà chua có khoảng từ 2 đến 3 lá thật thì chúng ta có thể đem trồng ra vườn hoặc trồng vào chậu. Ở đây đã có khá nhiều rễ các bạn ạ. Để lấy bầu đất này ra thì mình sẽ bóp nhẹ ở phần đáy cốc và lấy nó ra một cách hết sức nhẹ nhàng các bạn ạ. Khi các bạn gieo hạt cà chua vào những cái bầu như thế này thì các bạn sẽ không phải bứng cây và khi lấy bầu ra trồng vào đây thì cây nó sẽ không bao giờ bị héo. Mình đã gieo được khá nhiều cây cà chua con và mình cũng hy vọng các bạn gieo được thật nhiều cà chua cho khu vườn của mình. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy thích, đừng quên like và đăng ký kênh của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.